Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người là ba bộ ống chén với ba kiểu men hỏa biến vô cùng độc đáo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn, đó là men Mã Lão, men Lục Bảo và men Cẩm Thạch. Chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa, mọi người xem trực tiếp những cái video để có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo hàng nghìn những cái sản phẩm mình đã làm chi tiết thành video để giúp mọi người xem để hiểu rõ nhất. Đầu tiên thì hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người là ba mẫu men cùng trên một dáng ấm, nhưng mà ba mẫu men. Thì đây là cái men Mã Lão. Men Mã Lão này. Thì giới thiệu qua với mọi người thì đây là cái bộ ống chén được làm bởi nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn. Nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn là một người nghệ nhân ở Bát Tràng và chuyên về dòng sản phẩm ống chén gốm mộc, chuyên về dòng ống chén gốm mộc, và bác cũng có thâm niên là trên 30 năm trong cái nghề. Thì ở trong cái quá trình làm, bác đã nghiên cứu ra rất nhiều những cái men độc đáo, và tính đến thời điểm hiện tại thì những cái mẫu men của bác thì chưa thể làm nhái được ở Bát Tràng, những là những cái mẫu men gần như là độc quyền, không thể nhái được. Cái độc đáo, cái hay của ba bộ ống chén hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người đó chính là cốt đất, là cốt đất gốm mộc, có pha thêm cả quặng quặng đá nhé, pha quặng quặng đá vào để giúp cho cái bộ ống chén, cái xương đất nó cứng và nó sẽ chắc, có cái âm thanh nó cực là đanh. Đây, mọi người nghe âm thanh, mọi người nghe gõ âm thanh, mọi người nghe nhé. Cho thêm quặng vào thì cái xương đất của nó rất là cứng và cái âm thanh của nó mới đanh được, nó như là hai miếng gang chúng ta đập vào nhau, nó sẽ tạo ra cái âm thanh như vậy. Và cái hay nữa là trong lòng ấm này, trong lòng ấm thì là giữ nguyên là gốm mộc không tráng men, là giúp cho cái hương vị trà nó thơm ngon, giữ được cái hương vị trà. Mà bên ngoài thì lại phủ một lớp men hỏa biến, thứ nhất là tạo cái độ bắt mắt độc đáo này, cái thứ hai nữa là vệ sinh lau chùi rất là đơn giản, bởi vì cái men hỏa biến ở bên ngoài nó là bóng, vệ sinh chỉ cần lau qua là nó sẽ sạch. Và cái thứ ba nữa là ở bộ ống chén này thì có sử dụng là cái chất men là men bóng nhưng mà lòng trắng, men bóng lòng trắng. Với những cái nước trà mà ngon đấy, nước trà màu đẹp ấy, chúng ta sử dụng cái chén lòng trắng gì này thì sẽ rất là nổi bật cái màu nước trà lên, rất là nổi bật cái màu nước trà nhé. Cái men này là men men màu trắng bóng nhé, men màu trắng bóng. Vệ sinh thì rất đơn giản, chỉ cần lấy khăn rẻ ướt lau đi cái là nó sẽ sạch, bởi vì bản thân tất cả phủ ở bên ngoài cái chén hay là cái ấm nó đều là một cái lớp men bóng hết, men bóng, vệ sinh rất là đơn giản, không sợ bị bám cặn trà. Một bộ sẽ bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa. Thì mọi người là có thể mua thêm những cái món đi kèm, ví dụ như là ấm, chén, đĩa lẻ là đều có những phụ kiện đi kèm hết, nếu như mà chúng ta làm rơi vỡ thì chúng ta có thể mua thêm, hoặc là muốn mua thêm cũng được, mua thành bộ 8 hay là bộ 10 chén đĩa đều được hết. Mình sẽ đo kích thước nhé. Kích thước của miệng chén là 6,5, chiều cao là 3,5. Miệng chén là 6,5, chiều cao là 3,5. Đĩa lót là 9 cm, đĩa lót là 9 nhé. Đĩa lót chén là 9 và đĩa lót ấm là 12. Cái ấm này của nó dung tích sẽ rơi vào tầm 300 ml, tầm 300 ml. Đây, cái dáng ấm này rất là hay này. Dáng ấm thì nó hơi dẹt, tròn, hơi dẹt một chút và miệng rộng. Cái miệng rộng này thì khi mà chúng ta cho trà vào nó sẽ không bị là rơi vãi, không bị rơi vãi. Và đặc biệt là cái nắp nhé, phần nắp được thiết kế rất là khít, nắp rất là khít này, vuông thành sát cạnh nhé, rất là khít, vuông thành sát cạnh. Ở dưới đáy cũng rất là vuông thành thành sát cạnh. Tất cả chén đĩa thì đều có chuyện logo nổi của nghệ nhân. Thường thì ấm chén của nghệ nhân thì sẽ được chuyện logo cả ấm, cả đĩa, cả tất cả, nghĩa là tất cả những cái món này đều được chuyện logo. Cũng có những đơn vị họ làm thì họ chỉ chuyện ở phần ấm thôi, chỉ chuyện ở phần ấm, không chuyện ở chén đĩa, nhưng mà thường thì nghệ nhân thì họ sẽ làm rất là tỉ mỉ và kỹ, vì vậy là họ sẽ chuyện logo toàn bộ để đánh dấu cái thương hiệu. Đây, cái mẫu này là mẫu men, men này là men Mã Lão nhé, màu nâu này.
không bộ nào kém riêng cái men này thì không cái màu nào nó nổ ra, nó chảy ra, không cái bộ nào giống bộ nào cả. Nắp thì ở bên trên nắp là có cái màu này là màu rất giống như màu kim loại. Đây, sẽ rót nước cho mọi người nhìn thử này. Ở rót nghiêng này, độ nghiêng rất là cao nhưng mà cái nắp vẫn không di chuyển nhé. Độ nghiêng rất là cao. Bộ này có tên là bộ vuốt mã lão. Vuốt mã lão là được làm giả vuốt thôi chứ không phải là được vuốt bằng tay lên, vẫn phải đột khuôn. Nghệ nhân thì sẽ là người nghĩ ra những cái mẫu dáng ấm và nghĩ ra những cái men và chế tác ra những cái men và kiểm duyệt cái thành phẩm sau khi đã hoàn thành. Rất nhiều người thắc mắc là những cái bộ ấm chén như này thì có phải đích thân do nghệ nhân làm hay không. Thì bây giờ nghệ nhân như bác Tuấn, bây giờ bác ấy làm thì bác sẽ không trực tiếp làm những cái mẫu như thế này mà bác sẽ nghĩ ra dáng ấm này, rồi là men này, rồi là kiểm duyệt cái khâu cuối cùng để cho ra sản phẩm. Nghĩa là bác sẽ là người sáng tạo sau đó sẽ có một đội ngũ làm. Để mọi người nhìn nhé, rót nước này. Lát nữa thì mình sẽ rót nước thử cho mọi người nhìn về cái độ cắt nước. Lát nữa thì mình sẽ quay gần vào cho mọi người nhìn. Ở giờ thì mình sẽ quay sát vào để cho mọi người nhìn được rõ nhất về cái màu rồi là cái độ chỉn chu của những cái bộ ống chén này. Hiện tại thì mình đang quay gần vào đây rồi để cho chúng ta có thể nhìn được rõ nhất. Bộ này có tên là bộ vuốt mã lão nhé, bộ vuốt mã lão. Đây, chúng ta nhìn cái dáng ấm này. Đây là cái dáng ấm. Cái màu men này, màu men của nó là màu nâu và có những cái vết này, vết hoa hoa như thế này, rất là độc đáo nhé. Đây, cái men nó chảy xuống, mọi người nhìn thấy này, cái men nó chảy xuống bên dưới rất là hay, vô cùng là độc đáo. Đây, trên nắp này, cái nắp lại được thiết kế một cái màu nhìn mọi người nhìn nhìn như là đồng ấy, nó rất là bóng, rất là bóng nhé. Miệng thì vuông thành sắc cạnh. Ở bên trong lòng này, trong lòng là để mộc này, lỗ đục hoa mai này. Đây, mọi người nhìn ở trong lòng rất là sạch sẽ mịn màng. Nắp đây, mình sẽ quay gần cho mọi người nhìn thấy phần nắp. Nắp rất là khít nhé, nắp rất là khít, nghiêng này, độ nghiêng nghiêng rất nhiều nhé, nhưng cái nắp nó không di chuyển. Đây là gì đấy này. Đây là cái logo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn nhé, đây là logo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn và là chuyện 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 nổi luôn, chuyện nổi chứ không phải là dán cái tem không, mà đây là chuyện nổi luôn. Tiếp theo đến cái đĩa này, đĩa lót mọi người nhìn như là một cái miếng kim loại rất là bóng nhá, độ bóng cực cao, màu nâu mật, phản sáng cực tốt. Nên mọi người nhìn độ phản sáng dưới tay của mình. Đây là dưới đáy này, vuông thành sắc cạnh nhé, vuông thành sắc cạnh. Địa chỉ thì mọi người muốn xem sản phẩm trực tiếp thì mọi người có thể bấm vào cái mục tiêu đề của video hoặc là bấm vào cái mục bình luận là sẽ hiện ra địa chỉ đang được phân phối những cái bộ ống chén như thế này để mọi người có thể mua. Hoặc là nếu như ở xa mọi người vẫn muốn mua bộ ống chén này thì mọi người có thể liên hệ, chúng tôi sẽ ship hàng tận nơi, kiểm tra hàng đẹp đúng mẫu thì thanh toán. Đây, trong lòng chén này, men trắng bóng. Đây, chiếc chén, cái màu men đấy, mọi người nhìn thấy cái màu men của nó rất là sâu. Với cái độ bóng như thế này thì không bao giờ sợ bị cặn trà bám, không sợ bị cặn trà bám, vệ sinh rất đơn giản. Logo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì có chữ T và chữ L lồng vào nhau và có một chữ Bát Tràng nhỏ ở bên trong. Hiện tại những cái màu men như thế này thì ở Bát Tràng chưa thể làm nhái được nhé, chưa thể làm nhái được những cái màu men như thế này. Thường thì chúng ta mua những bộ ống chén của nghệ nhân, chúng ta sẽ mua thêm cả những cái gọi như là những cái công sức mà những người nghệ nhân đã bỏ rất nhiều năm ra để có thể đúc kết lại để tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất, với chất lượng tốt nhất. Và nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì mọi người có thể lên trên mạng search là cũng sẽ ra nghệ nhân.
Bác rất là nổi tiếng riêng về dòng gốm mộc của Bát Tràng. Và giờ mình sẽ rót thử nước cho mọi người nhìn về cái khi mà nước chảy ra như thế nào. Và giờ thì mình sẽ rót thử nước để cho mọi người cùng nhìn nhé. Đây, rót nước này, nước chảy này, cắt nước này, nước chảy này, cắt nước nhé. Bộ nào cũng sẽ như thế này, vì vậy mình sẽ chỉ rót thử một bộ để cho mọi người cùng nhìn thôi. Ba bộ sẽ đều như nhau. Cắt nước đấy. Kể cả mình rót rất là chậm nhé. Đấy, rót rất là chậm nhưng mà cắt nước rất là tốt. Với nhiều bộ ấm chén ấy là chúng ta khi mà chúng ta rót là phải cắt thật nhanh, không là nó sẽ bị rơi theo cái đường viền này. Nhưng mà với cái mẫu này thì mọi người có thể nhìn này, mình rót rất là chậm này. Đấy, ngắt rất đơn giản nhé. Nó cắt nước rất là tốt. Thì lưu ý mọi người, đây là hàng của nghệ nhân thì chất lượng nó mới được như vậy. Còn những cái bộ ấm chén ở Bát Tràng thì ở Bát Tràng có rất là nhiều đơn vị sản xuất khác nhau, mỗi một đơn vị họ sẽ nhắm vào một cái phân khúc hàng, và chính vì vậy là về cái chất lượng sản phẩm nó cũng sẽ không giống nhau luôn nhé, nên mọi người lưu ý. Như vậy là mình đã vừa cắt nước thử cho mọi người xem. Đây là chiếc chén mà khi để nước ở bên trong này, màu trắng này. Hiện tại thì mình dùng nước lọc thôi, mình không dùng trà. Nếu mà nước trà đẹp cho vào đây thì rất là nổi. Bộ ấm chén này rất là sang nhé, men bóng này, rót nước thì rất là ok. Bây giờ mình sẽ qua cái mẫu khác. Bộ thứ hai giới thiệu đến mọi người là bộ vuốt men cẩm thạch. Đây là bộ vuốt men cẩm thạch nhé. Đây, mọi người nhìn thấy về cái kích thước, về chất lượng thì sẽ là như nhau, chỉ khác nhau về màu men. Mình sẽ lên từng bộ một để cho mọi người cùng nhìn và tham khảo. Cái chất men này, màu trắng này. Đây, mọi người nhìn cái men cẩm thạch này. Những cái này như gọi là nổ, khi mà men nó nung ở nhiệt độ cao nó sẽ ra được những cái nổ như thế này, cái hoa này. Đây, mọi người nhìn nhìn như là một những cái dòng chảy, nhìn như cái dòng chảy đang chảy vô định xuống bên dưới, xuống bên dưới đây, nhìn như những cái dòng chảy đang chảy xuống bên dưới. Đây là dưới đáy này, chén cũng rất là vuông thành sắc cạnh nhá, chuyện logo gọn gàng sắc nét. Bác nào mà chuyên trà thì chuyên thẩm trà thì các bác lựa chọn những cái bộ như này rất là hợp lý. Độ bóng của men thì mọi người nhìn thấy cực bóng. Đây là trong lòng chén này, màu trắng này. Trắng này là trắng bóng nhá, trắng bóng. Sờ như là sờ vào kính ấy. Mình sẽ cầm một cái chén khác lên cho mọi người nhìn. Đấy, mọi người nhìn thấy cái độ men chảy chứ không cái chén nào dùng cái nào luôn. Chảy xuống không cái nào dùng cái nào cả. Cái độc đáo, cái lạ, cái hay của hỏa biến nó là như vậy. Và xuống đến cái đĩa lót. Đây, cái đĩa lót đây mọi người nhìn này, nó nổ hoa bên trong này, nổ hoa bên trong này. Nghĩa là khi mà nung ấy thì bắt đầu nhiệt độ lên cao, bắt đầu men có xu hướng nó chảy xuống bên dưới chỗ trũng này, thì ở bên dưới nó sẽ nở những cái hoa như thế này, và bên trên là nhìn như những cái dòng chảy xuống bên dưới. Đây mọi người nhìn nhé, nhìn ở bên trên là nhìn như những cái dòng chảy xuống bên dưới cái đĩa, đĩa ở bên dưới là cái chỗ trũng ấy. Đây là gì đấy này, mình sẽ cầm hai cái đĩa cho mọi người cùng nhìn nhé. Đây mọi người cùng nhìn, không cái nào dùng cái nào cả, rất là độc đáo, rất là hay. Độ bóng thì cực bóng rồi, độ bóng thì rất là bóng. À, đây là cái ấm này, ấm đây, mọi người nhìn thấy cái hoa nổ to chưa? Nhìn như những cái dòng thác nước chảy xuống bên dưới, nhìn như những thác nước chảy xuống bên dưới. Thì bộ lúc nãy mình đã test thử rót nước rồi, hai các bộ thì sẽ đều như nhau thôi.
Các bộ sẽ đều như nhau, vì vậy mình xin phép là không rót nước ở mẫu này nữa. Chảy xuống đây, mọi người cùng nhìn nhé. Vuông thành sắc cạnh không xứt mẻ gì cả. Hàng của nghệ nhân chất lượng cao thì nó mới được chỉn chu như thế này. Mọi người lưu ý nhé. Và những cái mẫu men của nghệ nhân Tuấn như thế này thì ở Bát Tràng chưa ai nhái được. Chưa ai nhái được cái men như thế này. Như mọi người biết thì có những cái men mà gần như là không ai có thể làm lại được, không ai có thể nhái được. Cũng như mọi người đã biết được, riêng về gốm sứ thì có những cái dòng men đã gọi là thất truyền rồi, cũng có những dòng men thất truyền. Thế nên là có những cái loại men mà có thể nhái được, đó là những cái loại men có thể là ở bình thường, với những cái loại men mà không thể nhái được. Cực bóng nhá, thậm chí có thể soi gương được. Đấy, mọi người nhìn đấy, tay của mình bên trong ấy, để chúng ta thể soi được cả gương với cái men này, nắp này, nắp này, rất là tròn trịa nhá. Cái gờ của nắp rất là cao, cái gờ nắp rất là cao nhé. Âm thanh thì rất là đanh. Đây là chiếc đĩa lót của ấm này. Chiếc đĩa lót của ấm độ bóng cho mọi người nhìn này, độ bóng phản chiếu ra tay này. Không khác gì gương. Bộ thứ ba cũng là bộ cuối cùng giới thiệu đến mọi người, mẫu này là mẫu vuốt men lục bảo. Vuốt men lục bảo, cái hay của cái men lục bảo này là nhìn nó như là một miếng kim loại, nhìn như là một chiếc ấm kim loại. Đây, nó màu vàng 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 như thế này, vàng như kim loại này. Đây, mọi người nhìn thấy soi được cả gương này, nhìn cái tay của mình này, rất bóng, rất là bóng. Gì đấy này. Mọi người lưu ý nhé, đây là cái logo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái khi mà kiểm tra sản phẩm, mọi người nhìn đúng cái logo như thế này, có chữ T và chữ L lồng vào nhau và có chữ Bát Tràng nhỏ ở bên bên trong đây. Đúng cái logo như thế này là của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn, mà phải là logo được chuyện chìm nhé, sờ vào nó sẽ nổi như thế này, chuyện chìm chứ không phải là dán. Đây, chiếc ấm nhé, màu vàng đồng xanh. Trên nắp này, nắp miệng tròn này, tròn vậy. Trong lòng đây, lòng là đục hoa mai nhé, lỗ là đục hoa mai, có tất cả là 7 lỗ, có 7 lỗ. Lỗ vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Đây, cái men đẹp, phải nói là đẹp. Riêng về cái men lục bảo này, bác nào mà thích theo kiểu kim loại và thích theo kiểu là độc lạ một chút thì mọi người có thể lựa chọn cái mẫu này. Cái tay cầm này, lau phát sạch luôn.
À, đây là chiếc đĩa lót này. Phản sáng thì vẫn là cực là tốt nhé. Mọi người nhìn như tay của mình ấy, như lòng bàn tay, cái ánh sáng nó phản chiếu đấy. Đấy, phản sáng cực tốt. Chứng tỏ là cái độ bóng của nó cực tốt thì mới độ phản sáng được như vậy. Mọi người nhìn này, cái ánh sáng phản chiếu vào, vàng như kim loại chưa? Mọi người nhìn này. Độc đáo cái hay là như vậy. Đấy. Biến đổi màu sắc khi mà có ánh sáng vào. Thằng men lục bảo này rất là hay. Rất là độc lạ. Đây là gì đấy này? Rót thử nước cho mọi người nhìn nhé. Đây mình rót thử nghiêng thôi chứ không phải là rót nước. Nước thì lúc nãy mình đã rót cái đầu tiên rồi. Mình nghiêng cho mọi người nhìn cái nắp nó sẽ không di chuyển. Cho dù là độ nghiêng khá là cao nhé. Cái nắp cũng không di chuyển gì cả. À, mọi người có thể xem nhiều video tại YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Và nếu như mọi người thấy video của mình hay và ý nghĩa thì cũng rất mong mọi người là đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Người Việt thì chúng ta ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Ở những bộ ống chén như này thì giá sẽ trên 1 triệu nhé, trên 1 triệu. Giá và thông tin chi tiết mình sẽ để ở cái mục mô tả của video. Ở rất nhiều người thắc mắc là tại sao không cho cái giá gắn lên trên video. Thì mọi người hết sức thông cảm, bởi vì là cái video này mình đăng lên trên mạng nó sẽ ở trên này rất là lâu. Video này ở trên này có khi là 3 đến 4 năm. Ở thời điểm này có thể là cái giá nó sẽ như thế này, nhưng mà thời điểm sau có thể là cái giá nó sẽ thay đổi. Và chính vì vậy là để tránh tình trạng là khách hàng sẽ khó chịu khi mà gọi điện hỏi giá một kiểu mà xem ở trên mạng lại giá một kiểu. Thế nên là mọi người hết sức thông cảm. Cái giá của một bộ một ấm 6 chén 7 đĩa như này nó sẽ là trên 1 triệu. Nó sẽ là trên 1 triệu. Nếu như mà ai thực sự quan tâm và muốn biết thông tin về bộ ống chén này thì vui lòng một là gọi điện, hai là nhắn tin qua Zalo, mình sẽ báo giá chi tiết và mọi người hết sức thông cảm về cái vấn đề này. Như là gì đấy này, bộ này là bộ vuốt men lục bảo, vuốt men lục bảo nhé. Đây mọi người nhìn thấy cái bộ này nó như gương luôn, mọi người nhìn thấy ở bên trong này đấy, nhìn thấy mình đang quay này và rất nhiều những cái đồ xung quanh. Bộ này thì nó cực kỳ bóng, phản chiếu như gương, rất dễ dễ nhìn. Chén long trắng. Đây, đến chiếc đĩa lót nhé. Đĩa lót này, màu sắc này phản chiếu như cái gương đồng ngày xưa ấy, nhìn không khác gì cái gương đồng ngày xưa. Mọi người nhìn vào xem ở trong phim ảnh, người ta thường ngày xưa người ta hay soi gương đồng ấy. Nó không khác gì luôn. Logo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn có chữ T và chữ L. Bởi vì mình biết là những khách hàng ở xa, ví dụ như là muốn sở hữu những bộ ống chén của nghệ nhân với chất lượng tốt, nhưng mà thực sự là rất sợ cái vấn đề là mua phải những cái hàng giả, không đúng của nghệ nhân hay hàng chất lượng kém. Và chính vì vậy mình đã làm những cái video như thế này để giúp mọi người là có thể biết rõ nhất, hiểu rõ nhất về những cái sản phẩm, biết rõ nhất và hiểu rõ nhất về những cái sản phẩm nhé, để có thể mua được cái sản phẩm chuẩn nhất. Mọi người có thể tham khảo ở trên YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng nhé, và rất nhiều video mình đã làm chi tiết ở đây. Và cũng lưu ý với mọi người là để chỉn chu được như thế này thì là những cái bộ ống chén của nghệ nhân, những cái bộ ống chén của nghệ nhân. Còn những cái bộ ống chén thường thì nó sẽ không có cái độ chỉn chu như thế này và giá cả nó cũng sẽ khác nhau nhé. Chứ bây giờ nhiều người là muốn mua một bộ ống chén thường nhưng mà lại muốn chất lượng của nghệ nhân thì thực sự là không có. Thế nên là mọi người chú ý để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, thì mọi người nên mua ở cái đơn vị uy tín, chuẩn, chất lượng để sở hữu cho mình một cái sản phẩm chất lượng tốt nhất. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị
loạn sản phẩm. Nếu như mọi người xem ở trên trang chủ, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.